Chào mừng các con đã trở lại với khóa học trực tuyến Tiếng Việt lớp 5 cùng trang web olm.vn. Cô rất vui khi được đồng hành cùng các con trong khóa học này. Các con thân mến, chúng ta đang cùng nhau khám phá tuần 12 của chủ điểm giữ lấy màu xanh. Trong tiết học trước, các con đã được tìm hiểu về phần nhận xét của bài văn, tập làm văn, cấu tạo của bài văn tả người. Trong phần nhận xét, các con đã được tìm hiểu về bài văn tả Hạng A Tráng của nhà văn Ma Văn Kháng. Từ đó chúng ta thấy được rằng bài văn của tác giả Ma Văn Kháng gồm có 3 phần tả về nhân vật Hạng A Tráng. Tiếp tục bài học, ngày hôm nay chúng ta vẫn sẽ tìm hiểu về bài học cấu tạo của bài văn tả người, nhưng chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu phần ghi nhớ và phần luyện tập. Chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần ghi nhớ sau khi chúng ta đã tìm hiểu kỹ phần nhận xét của tiết học trước. Trong phần ghi nhớ này, các con cần nhớ một bài văn tả người thường có 3 phần, đó là mở bài, thân bài và kết bài. Tuy nhiên, các con có thể thấy trên màn hình lúc này, ở cả phần mở bài, thân bài và kết bài vẫn còn để trống. Ở đây cô sẽ có các gợi ý sau đây: giới thiệu người định tả, tả ngoại hình, đặc điểm nổi bật về tầm vóc, cách ăn mặc, khuôn mặt, mái tóc, cặp mắt, hàm răng, tả tính cách, hoạt động, lời nói, cử chỉ, thói quen, cách cư xử với người khác và nêu cảm nghĩ về người định tả. Các con hãy quan sát thật kỹ và suy ngẫm để xếp 4 ý này vào các phần mở bài, thân bài, kết bài sao cho hợp lý. Cô mời các con cùng thực hiện nhiệm vụ của mình. Đúng vậy, các con trả lời rất chính xác. Trước tiên ở phần mở bài, chúng ta sẽ giới thiệu người định tả. Tùy vào đối tượng mà các con định tả mà các con sẽ có cách giới thiệu theo ý đồ của mình. Các con có thể giới thiệu bằng mở bài trực tiếp hoặc là giới thiệu bằng mở bài gián tiếp. Ở mở bài trực tiếp, các con sẽ viết ngắn gọn bằng cách chúng ta sẽ đi thẳng tới vấn đề mà các con đang muốn nói tới. Còn ở mở bài gián tiếp, các con sẽ không đi thẳng mà chúng ta sẽ bắt đầu từ một vấn đề có liên quan, sau đó chúng ta sẽ dẫn dắt đến người mà chúng ta định tả. Tiếp theo ở phần thân bài, các con sẽ tả ngoại hình và tả tính cách và hoạt động của người mà các con định tả. Chúng ta lưu ý là mỗi đối tượng chúng ta muốn miêu tả sẽ có đặc điểm về ngoại hình, về tính cách và hoạt động khác nhau. Vì thế chúng ta không thể áp dụng một bài cho tất cả các bài viết về các đối tượng khác. Trong phần tả ngoại hình, chúng ta sẽ lựa chọn những đặc điểm nổi bật về tầm vóc, cách ăn mặc, khuôn mặt, mái tóc, cặp mắt và hàm răng. Còn ở phần tả tính cách hoạt động, các con có thể chọn về lời nói, cử chỉ, thói quen, cách cư xử với người khác của người mà các con định tả. Và cuối cùng sẽ là phần kết bài, chúng ta sẽ nêu cảm nghĩ về người định tả. Các con lưu ý ở phần kết bài, chúng ta sẽ cố gắng viết cô đọng, song vẫn diễn tả được đầy đủ những cảm nghĩ của mình mà không bị dài dòng hay lan man. Các con thân mến, sau khi chúng ta đã tìm hiểu phần ghi nhớ về cấu tạo 3 phần của bài văn tả người, cô mời các con cùng đến với phần luyện tập. Ở phần luyện tập này, chúng ta sẽ cùng nhau thực hành lập giản ý chi tiết về bài văn tả người. Đề bài của chúng ta như sau: lập giản ý chi tiết cho bài văn tả một người trong gia đình em, chú ý những nét nổi bật về ngoại hình, tính tình và hoạt động của người đó. Các con hãy suy nghĩ và cho cô biết, những người trong gia đình em bao gồm những ai? Đúng vậy, những người trong gia đình của chúng ta có thể là ông bà, cha mẹ hoặc anh chị em của chúng ta.
Và trong bài học ngày hôm nay, không để các con chờ đợi lâu hơn nữa, cô sẽ cùng các con đến với một dàn ý chi tiết tả một người thân trong gia đình. Các con thân mến, thương nội lắm cả đời tần tảo, năm tháng dài cơm áo nuôi con, đến nay sức khỏe héo mòn, chúng con kính cẩn lòng son gửi người. Tuổi thơ bên bà là tuổi thơ vô cùng hạnh phúc và ý nghĩa. Trong mỗi gia đình, người bà có vị trí và ý nghĩa vô cùng quan trọng trong trái tim mỗi người. Ngày hôm nay, cô giới thiệu đến các con một dàn bài chi tiết miêu tả về người bà. Chúng ta sẽ lập dàn bài theo 3 phần: mở bài, thân bài và kết bài, giống như kiến thức nền các con đã được học ở phần ghi nhớ. Trong phần mở bài, chúng ta sẽ giới thiệu người định tả và cô giới thiệu bằng cách nêu lên vấn đề chính ở đây, chính là bà nội của em là người em yêu quý nhất trong gia đình. Tiếp theo, ở phần thân bài, cô sẽ tả hình ảnh bà theo 2 đoạn, một đoạn nói về ngoại hình và một đoạn nói về hoạt động, tính cách. Các con hãy giúp cô lựa chọn những đặc điểm về ngoại hình phù hợp để các con có thể miêu tả hình ảnh người bà. Mời các con trả lời câu hỏi. Đúng vậy, ở phần tả ngoại hình, cô đã lựa chọn được những chi tiết sau để tả về bà. Thứ nhất là dáng người. Dáng người bà nhỏ nhắn, lưng đã còng nhưng bà vẫn rất nhanh nhẹn. Thứ hai là về cách ăn mặc. Bà ăn mặc rất giản dị, bà thường mặc những bộ quần áo bà ba sẫm màu đã sờn vải. Thứ ba là về khuôn mặt bà toát lên vẻ phúc hậu. Thứ tư là làn da bà nhăn nheo và sạm màu. Thứ năm là đôi mắt bà không còn tinh anh như trước nữa nhưng luôn ánh lên sự dịu hiền. Thứ sáu là mái tóc. Mái tóc bà bạc phơ và thường được bà búi lên gọn gàng. Mái tóc ấy lúc nào cũng thoang thoảng mùi bồ kết, mùi hoa bưởi. Và cuối cùng là bàn tay. Bàn tay bà chai dần với những ngón tay gầy gầy. Vậy còn ở phần tả hoạt động và tính cách, chúng ta sẽ tả những đặc điểm nào? Ở phần tả tính cách và hoạt động, cô đã lựa chọn những chi tiết sau để miêu tả. Tuy tuổi đã cao, nhưng bà rất chăm chỉ. Sáng nào bà cũng dậy sớm để quét sân, chăn gà, chăn vịt, tưới cây. Với con cháu trong nhà, bà luôn yêu thương và dành cho con cháu những điều tốt đẹp nhất. Bà luôn dạy bảo con cháu những điều hay lẽ phải trong cuộc sống. Với hàng xóm xung quanh, chưa bao giờ bà nặng lời với ai. Bà tốt bụng và rất thân thiện nên ai cũng yêu quý bà. Và cuối cùng sẽ là phần kết bài của bài văn tả về người bà. Các con hãy cho cô biết trong phần kết bài này chúng ta có thể viết những nội dung nào. Cô khen các con vì các con trả lời rất chính xác. Ở phần kết bài các con có thể nêu: em rất yêu và kính trọng bà. Em mong bà sống lâu trăm tuổi bên con cháu. Các con thân mến, như vậy vừa rồi, cô đã hướng dẫn các con lập dàn ý chi tiết cho bài văn tả một người trong gia đình. Và dàn ý mẫu cô đưa ra là dàn ý tả người bà trong gia đình. Các con chú ý khi chúng ta tả, chúng ta sẽ lựa chọn những nét nổi bật nhất về ngoại hình và tính tình hoạt động của người đó để các con có thể tạo dựng được dàn bài chi tiết cho riêng mình. Cô hy vọng qua bài học ngày hôm nay, các con có thể tự mình lập dàn ý để viết bài văn tả một người thân trong gia đình em hoặc bất cứ bài văn tả người nào. Cô cảm ơn các con vì đã chú ý và theo dõi. Cô xin gửi lời chào đến các con và hẹn gặp lại các con trong những bài học tiếp theo cùng trang web olm.vn.